Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Actuality VN. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật giá thuê mới nhất tại dự án Lumiere Riverside Thảo Điền. Tôi tin chắc rằng đây là một trong những thông tin không thể bỏ lỡ dành cho những ai đang tìm kiếm một căn hộ mơ ước tại Thảo Điền. Đầu tiên, chúng ta có căn hộ một phòng ngủ với diện tích 48m² và giá cho thuê hiện tại dao động từ 17 cho tới 18 triệu đồng trên một tháng. Tiếp theo, chúng ta có căn hộ hai phòng ngủ với diện tích 75m² và giá cho thuê hiện tại dao động từ 23 cho tới 25 triệu đồng trên một tháng. Và chúng ta có căn hộ ba phòng ngủ với diện tích từ 96m² với mức giá cho thuê đang chào từ 35 triệu đồng trên một tháng. Trên đây là cập nhật những thông tin mới nhất về giá thuê tại dự án Lumiere Riverside. Nếu quý vị quan tâm và cần tham quan nhà thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin liên hệ ở bên dưới.